Vương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay là cái ngày Lan đi công chứng để sang tên giấy tờ đất nè cả nhà. Thật sự thì cũng là một cái ngày rất là vui luôn. Và những cái ngày mà Vương Lan đi mượn tiền gom góp thì cuối cùng hôm nay cũng đủ. Hả? Cái xe ngay đèn xe đèn đỏ rồi. Chào ông bà cô chú à. Con chào ông bà cô chú. Chị nghe chú à. Để khai. Để ra chơi cơ. Để ra chơi khai kìa. Chị nghe chú khỏi. Chị nghe chú. Con chào ông bà cô chú. Để thử khai chú. Thử khai chú. Đấy, khu đất của Vương Lan mua là khu đô thị Cát Tường Phú Sinh. Hôm giờ thì rất là nhiều ông bà cô chú anh chị á hỏi Lan và rất là lo lắng cho Lan luôn. Nhưng mà cả nhà mình yên tâm nha, Lan mua ở trong cái khu này, môi trường ở đây á thì rất là tốt. Mới lúc đầu á Lan suy nghĩ là với số tiền nhỏ nhỏ như thế này á thì chắc là mua không nổi. Cái số tiền mà Lan có được á thì tính ra Lan đã dành dụm rất là từ lâu rồi. Rồi Lan bán hàng trên TikTok nè và cộng lại luôn tất cả thì Lan mới được cái số tiền nói nhiều như vậy. Và cái số tiền đó thì chắc ăn là sẽ không đủ để mua khu đất ở trong này. Lan phải đi mượn thêm thì mới đủ. Gặp hai chị bên bất động sản cũng thương và hiểu cho hoàn cảnh của Lan. Cho nên là chị hướng dẫn rất là nhiệt tình và khuyến khích Lan tìm cho Lan được một cái lô đất đẹp. Để sau này á ba mẹ Lan có chỗ để mà nương néo và cho bé Bảo Minh sau này á cũng có được một ngôi nhà. Lan với anh Bảo Sinh á mà có về Việt Nam á thì cũng không phải ở nhà nghỉ hoặc là nhà thuê nữa. Hôm nay nè, Lan đi công chứng giấy tờ á mà rất là hồi hộp luôn. Thấy cảm giác rất là vui mừng, tuy là vẫn chưa có cắt được nhà. Quên mất. Nhà nhớ. Không chịu nhắc thôi. Ủa ai biết đâu, biết có cần chụp không? Là nhờ muốn nhà người ta chụp vào cái nắm mới biết. Đâu có. Mà có chú. Chị. Hello cả nhà. Lưng
chị, quán cà phê bên đó đẹp lắm, dẫn chồng em đi cho biết. Phải không, phải không? Thế nào chiều nay cái bên Artifan, bên Ford Vương Lan với bên tụi em là chắc mua được mấy lô đất nữa. Hôm nay là mua một lô đất, là hồi bữa là đi công chứng mới đặt cọc, hôm nay là đi công chứng nha cả nhà. Nay gom tiền đi công chứng để sang tên cho Vương Lan, một lô đất duy nhất thôi. Chắc chút xíu nữa về là chiều nay chắc đăng lên là tụi em mua cho Vương Lan thêm 2-3 lô đất. Đó là mấy chị em mình quen biết lâu lắm rồi, tại cũng rất nhiều lắm rồi mới quen biết nhau. Mới quen Vương Lan nửa tháng rồi là mua được cho Vương Lan một cái đất. Hôm nay là ngày công chứng để sang tên cho Vương Lan đó. Kiểu như là mình cũng gom đủ tiền á, chứ không phải là cái lúc mà người ngày trước mà nếu mà em đủ tiền á là chồng em đã kêu em, nếu mà đủ tiền là kêu em là ra công chứng luôn, chứ không có đặt cọc. Tại vì là ảnh nói là ảnh rất là sợ đặt cọc, sợ đặt cọc á rồi có cái chuyện gì rồi sao một kia mất tiền đó, mà gom đâu có đủ tiền đâu anh. Xong cuối cùng cái là em phải mượn tiền, xong rút tới bây giờ mới đi công chứng. Đi xong rồi thì ở đây buôn bán không lập hà, giống như đầu tiên mình ôm lô đất đó thì mình sẽ đặt cọc trước, mình giữ chân để người ta không có bán người khác. Ví dụ như đặt cọc bao nhiêu thì nếu mà người ta có bán, người ta sẽ đền cho mình gấp 2 lần. Còn nếu mà mình không đi công chứng cái ngày mà quy định của cái giấy cọc đó thì mình sẽ mất trắng cái phần đó, mất cọc đó. Thì hôm nay là đúng 10 ngày Vương Lan đi công chứng lô đất, Vương Lan mới mua đó là cả nhà một lô đất duy nhất. Và bên tụi em mới bán cho Vương Lan một lô đất duy nhất thôi. Để sau này Vương Lan gom tiền gì đó đủ tiền xây nhà nha cả nhà. Không, em vay tiền. Thì Vương Lan nói mình xin nói với cả nhà, các bạn nào mà post chung Vương Lan á, mình muốn nhắc tới các bạn một điều á, nếu mà muốn post một điều gì đó mình phải tìm hiểu kỹ rõ thông tin là hãy post nha. Chứ mình thấy các bạn post không đúng sự thật. Nhưng mà thật sự là cảm ơn ông bà cô chú đã ủng hộ Vương Lan rất là nhiều, tin tưởng Vương Lan rất là nhiều luôn. Vương ủng hộ em ấy để cho em ấy có động lực mà làm việc, kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình nha cả nhà.